Bạn có bao giờ tò mò 12 cung hoàng đạo, ai là người thông minh nhất nhỉ? Thật ra mỗi người sinh ra đều có một chỉ số IQ riêng. Tuy nhiên mỗi cung hoàng đạo cũng sẽ có một chỉ số IQ đặc trưng nữa đó. Chỉ số thông minh của 12 cung hoàng đạo được nghiên cứu và đánh giá dựa trên nhiều năng lực khác nhau. Theo nghiên cứu về tâm lý và quan điểm của các nhà tâm lý học, trí thông minh chúng ta nói ở đây bao gồm khả năng quan sát, khả năng ghi nhớ, suy nghĩ, trí tưởng tượng, kỹ năng thực hành và sáng tạo. Vậy vào vấn đề chính, trong 12 chòm sao, ai là người thông minh nhất? Chúng ta hãy xem ngay bây giờ nhé. À, xếp hạng này chỉ mang tính tương đối nên mọi người xem với tinh thần thoải mái thôi nha. Vị trí đầu tiên là ai? Các bạn có đoán được không? Vâng, top 1 gọi tên nhân vật 2 trong 1 chính là Song Tử với chỉ số IQ lên đến 130. Điều này chứng tỏ một điều rằng những người thuộc cung Song Tử thông thường là người khá thông minh, nhanh trí, nhanh nhẹn, đồng thời tài năng hơn người. Song Tử dường như sở hữu hai bộ não, một bộ não thông minh dùng vào công việc, bộ não còn lại dùng trong chuyện tình cảm, thể hiện ở sự thấu hiểu, cảm thông cho người khác. Sở hữu chỉ số IQ cao giúp họ không chỉ nhạy bén hơn trong công việc, mà dường như mọi cách ứng xử cũng rất thấu đáo và vô cùng tinh tế. Chính bộ não siêu việt đã giúp cho họ đạt được khá nhiều thành công, từ công việc cho đến tình cảm. Đặc biệt, họ vô cùng khéo léo trong mọi chuyện, bởi họ có thể dựa vào lời nói của mình để có thể chinh phục được người khác. Chòm sao Nhân Mã sở hữu chỉ số IQ ở vị trí thứ 2 trong danh sách chỉ số thông minh của 12 cung hoàng đạo với IQ lên đến 125, chỉ xếp sau Song Tử. Chỉ số thông minh của chòm sao này thể hiện vô cùng rõ ràng và cụ thể trên mọi khía cạnh trong đời sống. Với trí óc thông minh của mình, Nhân Mã có thể thuận lợi hơn khá nhiều trong học tập, công việc và cả chuyện tình cảm nữa. Họ có khả năng tính toán, phân tích và nhìn nhận vấn đề tương đối tốt, vô cùng nhanh chóng và chuẩn xác. Họ luôn biết năng lực của họ đến đâu, mục tiêu của họ như thế nào, để từ đó định hướng được tương lai phù hợp nhất với bản thân mình. Đây cũng chính là điều thông minh nhất của họ. Vị trí thứ 3 chính là chòm sao Bò Cạp. Tuy nhiên, chỉ số thông minh này thể hiện rõ ràng ở hai mặt. Nếu chỉ số thông minh này được sử dụng trong việc tốt, thì nó sẽ mang lại nhiều sự thành công. Nhưng ngược lại, nếu như chỉ số thông minh của Bò Cạp được sử dụng vào việc xấu thì sẽ có rất nhiều điều tệ hại xảy ra. Bởi người thuộc cung Bò Cạp thường có xu hướng nghĩ đến những điều tiêu cực. Trong bảng danh sách chỉ số thông minh của 12 chòm sao thì Kim Ngưu chiếm lĩnh ở vị trí thứ 4, cũng khá cao đó nha. Chòm sao Kim Ngưu luôn biết phân tích một cách rõ ràng những vấn đề tích cực cũng như tiêu cực trong cuộc sống. Trong sự nghiệp, tình cảm cũng như giao tiếp, chòm sao Kim Ngưu luôn chọn cách quan sát từ xa và tìm hiểu kỹ càng về tất cả những mối quan hệ của bản thân. Chòm sao Kim Ngưu luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với đối phương. Khi nào họ xác định chắc chắn và rõ ràng tất cả các thông tin về người đó, thì chòm sao này mới quyết định tiếp xúc, trò chuyện hoặc quyết định làm ăn chung. Phải nói là siêu cẩn thận luôn ấy. Sự an toàn, chăm chỉ, cộng thêm trí thông minh khiến Kim Ngưu trở thành chòm sao dễ dàng đạt được thành công bền vững nhất trong 12 cung hoàng đạo. Trong danh sách chỉ số thông minh của 12 cung hoàng đạo, chòm sao Xử Nữ sở hữu chỉ số IQ là 105, xếp hạng 5. Xử Nữ là chòm sao luôn có một cái đầu lạnh. Trong công việc làm ăn hay kinh doanh buôn bán, chòm sao Xử Nữ luôn cho ra được những quyết định cực kỳ sáng suốt. Đầu óc phân tích và kinh doanh của Xử Nữ được coi là khá nhạy bén. Bên cạnh đó, chòm sao này luôn ra sức học hỏi, cũng như tìm tòi cái mới. Chính vì vậy khi gặp vấn đề, họ luôn đề ra được những cách giải quyết thông minh, thiết thực và hiệu quả nhất. Khi tham gia vào bất cứ việc gì, Xử Nữ luôn đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng, họ luôn suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng nhằm để tránh mắc phải những sai lầm, dù là những vấn đề nhỏ nhất. Bên cạnh đó, tính cách của những người thuộc cung này khá chậm rãi và tỉ mỉ, họ luôn yêu thích sự hoàn hảo, vì vậy Xử Nữ dễ đạt được thành công cũng là dễ hiểu thôi phải không các bạn? 103 cũng là chỉ số IQ khá cao đúng không nào? Và chủ sở hữu của con số này chính là cung Ma Kết. Bản tính của những người thuộc cung Ma Kết thường là khá cứng đầu và bảo thủ. Thế nhưng đối với công việc, chòm sao Ma Kết luôn luôn biết cách phân định một cách rõ ràng những việc phải trái và đúng sai. Họ luôn biết cân nhắc rằng việc nào nên làm cũng như không nên làm.
Trước khi họ quyết định sẽ làm công việc gì hay điều gì, thì họ luôn nhìn nhận mọi thứ thật thấu đáo, chứ tuyệt đối không bao giờ có kiểu làm thì làm cho xong đâu nhé. Cẩn thận y như kim ngưu vậy đó. Người thuộc chòm sao Market thường có đường công danh gặt hái được khá nhiều những thành công. Nếu không giàu có thì cũng thuộc tầm khá giả, hoặc ít nhất cũng không thiếu ăn thiếu mặc bao giờ. Tuy nhiên, tính cách của những người thuộc cung này lại không được khéo léo trong giao tiếp, đôi khi quá lạnh lùng, thẳng thắn nên rất dễ làm mất lòng người đối diện cũng như đối tác xung quanh. Vị trí thứ 7, Bảo Bình với chỉ số IQ 102. Đa phần các Bảo Bình đều có sự sáng tạo tuyệt vời, sự thông minh của họ nằm ở việc có thể cân bằng giữa lý trí và tình cảm trong mọi vấn đề. Tuy nhiên, mỗi một Bảo Bình sẽ thể hiện sự thông minh nổi trội ở những lĩnh vực khác nhau, chứ không ai giống ai đâu nhé. Nói Bảo Bình dị biệt cũng không có sai mà, phải không mọi người? Bảo Bình luôn cố chấp và ngang bướng, dường như họ luôn muốn cho mọi người phải công nhận rằng mọi quyết định mà mình đưa ra là đúng và không có một ai có thể lung lay được quyết định của họ đâu nhé. Chính vì vậy, Bảo Bình thường không nhận được những cái nhìn thiện cảm từ phía người khác. Đấy cũng là lý do nhiều Bảo Bình bị coi là dị, quái, nhiều hơn là thông minh. Vị trí thứ 8, Sư tử với chỉ số IQ 100. Thường thì những người thuộc cung sư tử họ rất thích được người khác tôn sùng, chính vì thế họ luôn cố gắng phấn đấu và không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để có thể hoàn thiện mọi thứ được tốt nhất cũng như nhận được sự công nhận của người khác. Một điểm trừ khiến IQ của sư tử bị xếp vào hạng 8 là bởi khả năng giao tiếp của họ có một chút cần phải sửa đổi. Sư tử có xu hướng ăn ngay nói thẳng nên dễ dàng là mất lòng người đối diện. Chòm sao Thiên Bình sở hữu chỉ số IQ 95, xếp hạng 9. Sự nhanh nhẹn, biết tính toán và nhạy bén của cung hoàng đạo này không được như những cung hoàng đạo khác xếp ở trên. Đổi lại, những người thuộc cung Thiên Bình có tính cách khá tỉ mỉ, cũng như thấu đáo, tinh tế trong chuyện tâm lý tình cảm, biết cách lắng nghe người khác. Mặc dù không có chỉ số thông minh cao, thế nhưng cung Thiên Bình có khả năng giao tiếp cực kỳ tốt. Người chòm sao này luôn gặp được sự may mắn, thường được quý nhân giúp đỡ và tương trợ, nên sự nghiệp của họ cũng rất dễ thành công. Người thuộc cung Thiên Bình chỉ cần có sự cố gắng và phấn đấu quyết liệt thì sẽ khiến mọi người xung quanh có những cái nhìn và suy nghĩ khác hơn về họ. Mặc dù trí thông minh của cung cự giải xếp ở hạng không quá cao với chỉ số IQ trung bình 90, nhưng bù lại họ lại khá khôn khéo, biết cách ứng xử và xử lý khá tinh tế trong mọi chuyện. Vì thế mà công việc của cung hoàng đạo này luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người. Và lối sống coi trọng tình cảm, coi trọng gia đình, giúp họ có những mối quan hệ rất bền chặt. Đây chính là điều mà nhiều cung hoàng đạo khác cần phải học tập nếu như muốn nhận được sự quan tâm và yêu mến của người khác. Ngoài ra thì nếu như cự giải biết cách học hỏi nhiều, trau dồi thêm kỹ năng và tri thức của mình, thì lúc đó bạn sẽ nhận được những thành tựu và kết quả tốt nhất để có thể giúp cho công việc tốt đẹp hơn, thành công hơn trong mọi chuyện. Vị trí thứ 11, Bạch Dương với chỉ số IQ 80. Bạch Dương là cung hoàng đạo có IQ không được cao lắm, nhưng bù lại thì trời sinh họ lại vô cùng nhạy bén, nhanh nhẹn, lanh lợi và hoạt bát. Điểm trừ của Bạch Dương chính là bản tính nóng nảy, thích gì là phải làm ngay, cộng thêm sự nhanh nhảu đoảng, ít tính toán sâu xa, nên đôi khi khiến cho cung hoàng đạo này gặp khá nhiều rắc rối. Thuộc cung lửa, ưa hành động, hay còn gọi là máu trên đó mọi người. Bạch Dương ít có thói quen lập ra kế hoạch cụ thể, rõ ràng cũng như đặt một mục tiêu phấn đấu nhất định cho bản thân của mình. Bạch Dương là chòm sao sở hữu một bộ não khá đơn giản, họ thường có xu hướng nghĩ sao nói vậy, nên cũng rất dễ làm mất lòng người đối diện. Chú ý điểm này nhé Bạch Dương ơi! Người thuộc cung song ngư sở hữu một chỉ số IQ khá khiêm tốn, IQ 75, thuộc vào loại thấp nhất trong danh sách chỉ số thông minh của 12 cung hoàng đạo. Những người thuộc cung song ngư thường phải đối diện với rất nhiều những khó khăn và trắc trở trong sự nghiệp cũng như tình cảm. Chính bởi những suy nghĩ khá đơn giản của mình mà chòm sao này luôn cho rằng người bên cạnh mình là người tốt. Bởi vậy nên họ thường dễ dàng bị tiểu nhân lợi dụng, phản bội hay hãm hại. Song ngư mang trong mình bản tính nhút nhát, ngại thay đổi, sợ thất bại nên khi phải đối diện với vấn đề gì khó khăn, lúc ban đầu thay vì tìm cách giải quyết, họ lại thường tìm cách tránh né. Mặc dù không được trời ban bộ não thông minh như song tử, nhưng song ngư lại được phú cho một trái tim nồng hậu và luôn suy nghĩ cho người khác. Ai có người bạn cung song ngư may mắn lắm nha! Trên đây là IQ của 12 cung hoàng đạo, tuy nhiên mình nhắc lại một lần nữa, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Chỉ số IQ sẽ thay đổi trong quá trình nỗ lực, học tập, trải nghiệm cuộc sống của bản thân nữa.
Vì vậy, cho dù sở hữu IQ cao hay thấp, các bạn hãy luôn thật nỗ lực và chăm chỉ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Các bạn nhớ like, nhấn nút chuông theo dõi kênh như một cách để ủng hộ kênh của mình ra thêm những video chất lượng trong thời gian tới nhé. Xin chào tất cả các bạn.